Đối với Emily, được làm nghệ thuật đó là một niềm vinh hạnh. Được sống với nghệ thuật đó là một cái điều mơ ước rất là lớn mà không phải ai cũng có cơ hội để làm được. Và khi mình đã nhận lấy cái cơ hội đó rồi thì mình phải cố gắng sống thật xứng đáng với cơ hội được trao đó. Emily sẵn sàng sẽ đối đầu với tất cả những gì sắp tới. Chị đẹp Emily, xin hãy bắt đầu phần trình diễn cá nhân. Xin vui lòng chờ, điểm số đề nghị đang được thống kê. 80. Xin mời tiến đến vị trí nhóm cố vấn. Xin mời các chị đẹp ở phòng chờ sẽ cùng bình chọn ngay bây giờ. Chào em Linh. Chào em. Wow. Có vẻ là vẫn còn đang run đúng không? Dạ run ạ. Mấy chị giỏi quá nên là em hơi áp lực. Đây là tiết mục từ đầu tiên đến giờ mà Dennis cảm giác mình ưng ý và mãn nhãn nhất với bộ trang phục này, layer màu sắc với tất cả mọi thứ này, quá tuyệt vời. Với anh thì anh vẫn mong muốn Emily sẽ trau dồi hơn về giọng hát. Nhưng ở trong phạm vi chương trình này, ngoài trau dồi giọng hát thì Emily hãy phát huy cái thế mạnh của mình là visual, là vũ đạo. Nên là anh nghĩ rằng em phù hợp với việc vào nhóm vũ đạo. Anh góp ý rất là chân tình để mong rằng màn biểu diễn ở sau của em nó tốt hơn. Đây là thiện chí mà hy vọng rằng không chỉ là đến đây nghe những cái lời động viên của ban cố vấn mà còn là những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ rất là thật lòng để mà em đi tốt hơn. Dạ, em cảm ơn. Xin chúc mừng Emily với phần trình diễn vừa rồi và chúc cho em sẽ ngày càng tiến bộ hơn về mọi mặt trên sân khấu của chị đẹp đạp gió dễ sòng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn em. Em ơi đẹp quá, em ơi đẹp quá luôn đi. Hoa hậu lòng tôi. Hoa hậu lòng tôi. Em run quá, em không kiểm soát được. Quá xuất sắc luôn. Tới giờ em còn run, mọi người thấy tay em còn run. Chị còn run thì chị hiểu. Trời tay run luôn này. Chị run mà, chị nói thật, chị nói đùa đâu. Chị run lần lẩy bẩy mà chị kiểu... Mà khi đi diễn bao lâu, không phải run. Có cảm giác gì nữa đâu, móng này run cơ. Dạ. Chị run mà. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.